Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 22 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau. Tình cảm của nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa vào tháng 9 năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến huyện Mường Lát, huyện biên giới xa xôi và còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Cho đến nay thì hình ảnh và phong thái vị Tổng Bí thư chân thành và giản dị vẫn in đậm trong tâm trí những người dân và cán bộ từng đời tiếp xúc với ông. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9 năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tìm hiểu tình hình thực tế tại xã Trung Lý, xã Mường Tranh và xã Quang Triều, huyện Mường Lát. Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất và đời sống của bà con ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã, trong huyện để tạo những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Gần 10 giờ, thì đoàn bác trọng đến, ông cũng đến bắt tay, cầm tay vào trong nhà, rất là cũng tổ chức ở trong nhà một hộ gia đình bằng áo bó, mà ông cũng không biết chữ, nên là tổ chức vào đấy thế em tôi cũng thấy là bác cũng rất chi là tình cảm điềm đạm à, cho dù bạn khăn một chúng tôi là một bản mà rất chi là khó khăn trong uh, năm uh, 2011 như là bác cũng ghé thang mà bác cũng vào nhà uh, tôi và cũng tham gia đình tôi mà tôi cũng nhớ là bác cũng cho một số quả cho gia đình tôi và bác cũng khích lệ để uh, bà con uh, vững mạnh trong sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Nên là... Tại xã Mường Chanh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao nhiệm vụ xây dựng xã Mường Chanh phấn đấu trở thành xã điểm thoát nghèo của huyện Mường Lát. Trong 13 năm qua, Mường Lát luôn quan tâm, dành nguồn lực để xây dựng xã Mường Chanh thành xã điểm nông thôn mới của huyện và đến nay mục tiêu đó đã gần cán đích. Đến nay, xã Mường Chanh đã đạt chuẩn được tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 13,1% và đạt được 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới còn hai tiêu chí đó là thu nhập và cảnh quan môi trường xã sẽ phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024 khi nghe tin bác tổng bí thư mất đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Mường Chanh vô cùng thương tiếc và cán bộ và nhân dân xã Mường Chanh sẽ nguyện quyết tâm thực hiện bằng được ý nguyện của bác trong chuyến thăm đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Chanh. Các ủy chính quyền và nhân dân huyện Mường Lát sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về trên tất cả các lĩnh vực, trong đó sẽ tập trung vào việc là tuyên truyền vận động thay đổi cơ bản nhận thức của người dân để nhân dân phát huy cái tinh thần tự lực tự cường, xây dựng đời sống ấm no, xây dựng mường lát ngày càng phát triển. Những ngày này trên các trang thông tin đại chúng, báo chí trong nước và quốc tế đang tiếp tục đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh sinh động về cuộc đời thanh bạch giản dị và sự nghiệp ấn tượng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều bài viết bày tỏ tình cảm, sự trân trọng và niềm tiếc thương to lớn trước sự ra đi của tổng bí thư, đồng thời đánh giá cao vai trò phẩm chất của nhà lãnh đạo luôn tận tụy vì nước, vì dân, một người mà cả cuộc đời đã dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng sống mãi trong lòng nhân dân là nhân đề bài viết được đăng tải trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo trích dẫn tâm tư, tình cảm của nhiều người dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng và khẳng định: Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản. Mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn quan tâm động viên, thăm hỏi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhất là ở cơ sở, với tình cảm đặc biệt nhất. Sự gần gũi và quan tâm của đồng chí khiến ai cũng rất xúc động, tăng thêm tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng. Báo điện tử chính phủ có bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản tận tụy, quyết liệt kiên trung và liêm khiết. Bài báo dẫn trao đổi với Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mọi hoàn cảnh luôn là người có bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường kiên định. Cả cuộc đời của đồng chí luôn giữ gìn nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong gương mẫu. Trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đề cao việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết liệt trong công tác chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ đó góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh. Không chỉ mỗi người dân Việt Nam mà trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cũng luôn đậm nét bởi sự giản dị, khiêm tốn, nhân cách cao đẹp và khả năng lãnh đạo sáng suốt đó là khẳng định của bài viết trên báo nhân dân bài báo dẫn ý kiến của nhiều chính trị gia trên thế giới bày tỏ tình cảm niềm tiếc thương trước sự ra đi của tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời đánh giá cao vai trò đóng góp của tổng bí thư đối với việt nam cũng như đối với phong trào cộng sản thế giới tiến bộ và nền chính trị cánh tả trên toàn cầu bài viết trên báo Công đội Nhân dân khẳng định, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhà lý luận xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và tư duy sắc bén, Tổng Bí thư đã có nhiều tác phẩm lý luận có giá trị, tiêu biểu như một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh hay như tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, đã tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, đưa vị thế uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ra nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Thời báo VTV có bài viết khẳng định, từng lời nói, hành động và nói đi đôi với làm của Tổng bí thư sẽ là tấm gương để cán bộ đảng viên nhìn vào để tự nhắc nhở mình, tránh xa những cảm dỗ của lòng tham. Bài báo nhấn mạnh, trong suốt cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho nhân dân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu, hãy giữ cho nhân cách mình được vẹn toàn, thanh danh mình được trong sạch. Là người cán bộ, đảng viên, cần phát huy hơn nữa cao độ tinh thần trách nhiệm nêu gương, gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác, trong cuộc sống bản thân gia đình và người thân. Sự khiêm tốn giản dị của người đứng đầu đảng không chỉ được thể hiện bằng những hình ảnh mà còn in sâu trong suy nghĩ của những người từng làm việc, công tác với Tổng Bí Thư trên các cương vị. Tổng Bí Thư là người đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và cũng là hình mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các hãng thông tấn báo chí lớn trên thế giới cũng tiếp tục đưa nhiều thông tin nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua đưa tin, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần ở tuổi 80 và đăng chụp ảnh về những hoạt động của Tổng Bí thư tại các sự kiện quan trọng hãng thông tấn Cuba ACN cho biết các đại biểu Quốc hội Cuba đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội trường chính của Trung tâm Hội nghị Havana ở thủ đô Havana. Hãng thông tấn TASS của Nga đã dành nhiều dung lượng đăng tải bài viết trên trang chính nêu chi tiết tiểu sử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ông trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãng Reuters có bài viết nêu bật vai trò lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là chính sách đối ngoại thêm bạn bớt thủ, mềm dẻo như cây tre. Một trong những minh chứng là việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tờ Washington Post có bài viết điểm lại những di sản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những năm lãnh đạo Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được biết đến với chiến dịch chống tham nhũng đặc trưng, khiến nhiều quan chức cấp cao và các cấp khác phải từ chức hoặc bị xử lý vì tham nhũng và sai phạm. Trong khi đó, theo tờ Financial Times, trên cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 và Chủ tịch nước 2018-2021, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Nhờ vậy, Việt Nam đã thu hút hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài từ các công ty toàn cầu, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thi công dự án đường dây 500 kilovôn mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh. Trước khi bước vào hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển đi lên của đất nước. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đến nay, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hương Yên đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 1.177 vị trí móng cột và 513 khoảng néo hành lang tuyến. Đã hoàn thành thi công và đóng điện dự án đường dây 500 kV Nam Định 1 Thanh Hóa ngày 30 tháng 6 năm 2024, đúng tiến độ được giao. Đối với 3 dự án thành phần còn lại gồm dự án Nam Định 1 Phố Nối, Quảng Trạch, Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu Thanh Hóa, chủ đầu tư đơn vị tư vấn và các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực khẩn trương thi công để sớm hoàn thành. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, tỉnh Thanh Hóa nhận thức sâu sắc đây là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò vị trí và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước cũng như của tỉnh. Vì vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành và tập đoàn Điện lực Việt Nam từ đầu năm đến nay, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của tỉnh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo hoàn thành đúng và sớm hơn kế hoạch, đồng thời tích cực hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công. Hiện nay, khối lượng còn lại là tiếp tục dựng cột và kéo dây ở những địa hình hiểm trở, đồi núi cao hoặc vùng trũng Do vậy tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chủ đầu tư và các đơn vị thi công quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương chia sẻ các bài học kinh nghiệm mà tỉnh Thanh Hóa rút ra trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để hỗ trợ cao nhất cho các đơn vị dựng cột, kéo dây, nghiệm thu và đóng điện theo đúng kế hoạch. Với những công việc cần huy động sức mạnh của các lực lượng và của nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống, kể cả về công tác hậu cần, kỹ thuật, an ninh trật tự, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng thi công. Tỉnh Thanh Hóa đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thi công, ra soát, chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do quá trình thi công theo đúng cam kết. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thời ghi nhận đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu, nhất là lực lượng thi công trực tiếp và các địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai đảm bảo tiến độ dự án trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi hiểm trở khó khăn. Làm việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa, chỉ ban làm không bàn lùi, thi công 3K 4 kíp làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ Tết. Đến nay cơ bản đã hoàn thành những phần việc quan trọng thủ tướng chính phủ chỉ ra những bài học quan trọng được rút ra qua quá trình lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện dự án đồng thời yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty truyền tải điện xây dựng đường găng tiến độ công việc còn lại để hoàn thành đúng mục tiêu song song với đó kịp thời hoàn trả lại môi trường tại các khu vực bị ảnh hưởng chuẩn bị cho việc nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần thần tốc thần tốc hơn nữa các lực lượng trên công trường cần giữ vững quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức hiệp đồng chặt chẽ để đảm bảo an toàn chất lượng kỹ mỹ thuật công trình. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo động lực niềm tin và khí thế cho nhân dân, đồng thời hỗ trợ tối đa để các nhà thầu, các kỹ sư và công nhân trên công trường về chỗ ăn nghỉ, lương thực, thực phẩm, điều kiện đi lại, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sau ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đề nghị các cấp các ngành và các địa phương của tỉnh thanh hóa nghiêm túc tiếp thu để thực hiện thắng lợi và vượt trước kế hoạch trong đó cần chú trọng đảm bảo hành lang cho việc dựng cột và kéo dây không được để ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương và các đoàn thể tiếp tục quan tâm thăm hỏi động viên chia sẻ với người lao động tại công trường tạo khí thế quyết tâm cao đưa dự án về đích đúng kế hoạch những ngày này trên công trường đường dây 500 kV mạch 3, đoạn tuyến Quỳnh Lưu Thanh Hóa, các đơn vị thi công đang khẩn trương kéo dây những khoảng néo còn lại trên tuyến để sớm hoàn thành dự án. Khoảng néo 108, 109 tại xã Thăng Thọ huyện Đông Cống là một trong những điểm thi công kéo dây khó khăn nhất của tuyến đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa. Vì phải giao chéo qua cao tốc Bắc Nam và đường dây 220 kV nhà thầu là công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long đã phải lắp đặt 9 dàn giáo cao hơn 10 mét, huy động hai xe cầu có cần vươn hơn 50 mét cùng 50 công nhân triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ kéo dây và đảm bảo an toàn trong khi thi công. Để thực hiện được cái khoảng néo này thì đơn vị cũng đã phối hợp cùng với chủ đầu tư là làm cái tuyến tạm để đảm bảo cung cấp điện trong cái thời gian thực hiện cái khoảng néo này. Với những cái khoảng néo đặc thù như thế này mà bình thường thì phải thực hiện trong vòng từ 5 đến 7 ngày với thực hiện xong. Tuy nhiên là với cái điểm giao chéo này nhà thầu sẽ cố gắng hoàn thành trong 3 ngày. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa đoạn tuyến đi qua tỉnh Thanh Hóa dài 74,6 km, gồm 166 vị trí móng cột và 82 khoảng néo. Tính đến chiều ngày hôm nay, 22 tháng 7, các nhà thầu đã dựng xong 144 trên 166 cột, đã và đang kéo dây 25 trên 82 khoảng néo cùng với sự nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công thì sự phối hợp ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương sẽ góp phần rất lớn đẩy nhanh tiến độ dự án. Huyện đã tuyên truyền và có cái sự chỉ đạo đối với các xã để hỗ trợ tích cực đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công từ về việc an ninh trật tự cũng đến cái và cái việc vận chuyển các cái trang thiết bị để tốt nhất để đưa vào để thực hiện dự án và cũng bên cạnh đấy thì cũng tuyên truyền vận động đến người dân và các doanh nghiệp là thông cảm và hỗ trợ đối với nếu có thể là sẽ bị cắt điện để thực hiện thi công dự án. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đang vào giai đoạn nước rút cuối cùng để tiến về đích. Không khí lao động trên các công trường đang diễn ra rất khẩn trương sôi nổi các lực lượng thi công đang nỗ lực chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật của công trình và an toàn lao động. Chiều nay ngày 22 tháng 7, Ban chỉ đạo chuyển đổi số và tổ công tác đề án 06 tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, đánh giá tình hình kết quả triển khai công tác chuyển đổi số và thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy mai xuân liêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh tổ phó thường trực tổ công tác đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị sau tháng đầu năm 2024, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được các ngành địa phương tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng dữ liệu mở của tỉnh duy trì hoạt động với 250 cơ sở dữ liệu mở thuộc 15 lĩnh vực Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp người dân thực hiện các dịch vụ công nhanh chóng, chính xác và thuận lợi. Trong 6 tháng, toàn tỉnh có 60 đơn vị cấp xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số, tăng 1,6 lần so với cả năm 2023. Tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi số trên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt 29,65%, tăng 3,85%. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương đã thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06, cơ bản đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Đến nay, đã hoàn thành 54 trên 72 nhiệm vụ thuộc 10 nhóm nội dung cần thực hiện. 18 nhiệm vụ còn lại đang chờ bộ ngành triển khai hướng dẫn thực hiện. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 của các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là đơn vị xếp thứ nhất khối sở ngành với 970 điểm. Thành phố Thanh Hóa xếp thứ nhất khối ủy ban nhân dân cấp huyện với 889,09 điểm. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà giám đốc công an tỉnh, tổ phó thường trực tổ công tác đề án 06 tỉnh biểu dương sự nỗ lực vào cuộc tích cực của các ngành các địa phương trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đề án 06 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trong 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Trần Phú Hà yêu cầu các sở ngành địa phương ra soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số, đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương và các thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công tác đề án 06 tăng cường công tác giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực phụ trách, thường xuyên đánh giá kết quả, có giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, đảm bảo các nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dẫn đầu, đã đến sân hoa sân hương tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Lạc thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa dâng hương tại Đài Liệt sĩ và mộ phần các anh liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Lặc dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do cho nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình bệnh binh Phạm Văn Tường ở thôn Bống, nạn nhân chất độc da cam Phạm Minh Giới ở thôn Thi Mốc, xã Mỹ Tân và gia đình bệnh binh Phạm Văn Giáp ở thôn nhỏ xã Cao Ngọc tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ tri ân với những đóng góp hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị huyện Ngọc Lặc quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Sáng nay ngày 22 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy đã đến Sơn hoa sân hương về nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy và thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Dân hoa sân hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các thành viên trong đoàn nguyện quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh phạm xuân lưu thôn vinh vợ liệt sĩ hà thị hoa thôn sẻ xã cẩm bình và ông phạm vôn oát người nhiễm chất độc hóa học ở thôn bẹt xã cẩm thạch trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nguyễn văn hùng ân cần thăm hỏi sức khỏe tình hình đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh gia đình có công với cách mạng đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ tiếp nối học tập noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc các gia đình có công, nhất là những hộ chính sách neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã đến Sơn hoa dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ huyện Nghi Xuân, và thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Như Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao canh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình ông Lương Ngọc Lâm, nạn nhân chất độc da cam dioxin ở thôn Đồng Hà, xã Thượng Ninh, thương binh Lê Văn Đại ở thôn Liên Hiệp, xã Hóa Quỷ và thương binh Lê Đức Trở ở khu phố Mỹ Ré, thị trấn Yên Cát đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của các thương binh người có công cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc mong các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đóng góp cho sự phát triển của địa phương đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể của huyện như xuân tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách của đảng nhà nước chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện Cùng trong sáng nay, câu lạc bộ Tướng lĩnh sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội phối hợp với sự lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, trao quà cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng lãnh đạo các sở ngành và câu lạc bộ tướng lĩnh sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã trao 152 xuất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện Hoàng Hóa, Quảng Sương, trao 7 xuất quà cho các thương binh nguyên là cán bộ công an Thanh Hóa, mỗi xuất quà trị giá 3,5 triệu đồng. Được biết trong những năm qua, câu lạc bộ tướng lĩnh sĩ quan công an Đồng Hương Thanh Hóa tại Hà Nội luôn có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay cùng với tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người thanh hóa xa quê đối với quê hương. Công điện số 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, giám đốc công an tỉnh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ ngập lụt để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân giả soát chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét bố trí lực lượng canh gác kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông qua các ngầm tràn khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khu vực bị ngập sâu nước chảy xiết kiểm tra giả soát chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa và các công trình cơ sở hạ tầng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Đại khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời để các cơ quan liên quan và người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập đê điều, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hệ thống điện. Chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo tình hình về văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định. Toàn văn công điện số 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên website truyền hình vn Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Đông, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 13. Dự báo vào lúc 4 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 107,8 độ kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 13. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 6 cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 13, biển động rất mạnh. Từ đêm nay ngày 22 tháng 7, khu vực Quảng Ninh Hải Phòng có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10 cấp 11, khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 5 cấp 6, có nơi cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Từ đêm ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau. Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm phía tây bắc bộ và thanh hóa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Hiện nay trên sông Mã mực nước đang về hồ nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 510 m 3 trên dây. Căn cứ theo lưu lượng xả của hồ thủy điện Trung Sơn và lưu lượng xả của hồ thủy điện Bá Thước 2 về Hạ Du, hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 dự báo tổng lưu lượng nước về hồ sẽ tăng từ 1.450 m 3 trên dây đến 2.300 m 3 trên dây. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông Itracom thông báo về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Cầm Thủy 1 như sau. Thời gian xả lũ dự kiến từ 17 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2024. Thời gian kết thúc xả dự kiến 17 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2024. Lưu lượng xả dự kiến từ 1.450 m3 trên dây đến 2.300 m3 trên dây, tùy theo lưu lượng nước đến hồ và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25,5 m. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, Ủy ban nhân dân huyện Tiệu Hóa thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa kiến trúc. Nhân dân tuyệt đối không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ, đặc biệt tại các vị trí khi nước dâng lên hoặc rút xuống theo quy trình vận hành hồ chứa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, xin kính chào và hẹn gặp lại.